Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 138 năm Ngày Quốc tế Lao động, 1 tháng 5 năm 1886, 1 tháng 5 năm 2024. Đây là ngày để giai cấp công nhân trên toàn thế giới khẳng định vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình. Và kể từ khi ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân luôn nêu cao ngọn cờ tiên phong, có nhiều đóng góp hết sức to lớn trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Tại Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân lao động có sứ mệnh lịch sử cao cả, là lực lượng nòng cốt góp phần quan trọng lãnh đạo cách mạng thành công, giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Sau khi giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh quy định ngày 1 tháng 5 là một trong những ngày lễ chính thức của nước ta. Ngày 1 tháng 5 năm 1946, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam tổ chức lễ meeting trọng thể kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động tại Hà Nội với sự tham dự của 20 vạn nhân dân lao động. Từ đây, giá trị của Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 không chỉ dừng lại ở tinh thần đoàn kết đấu tranh chống áp bức, mà đã được nâng tầm với ý nghĩa sâu xa hơn như lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đồng bào toàn quốc và anh chị em lao động. Đối với chúng ta, nó là một ngày để tỏ cho thế giới biết rằng ngày này chẳng những là ngày Tết lao động mà nó còn là ngày toàn dân đoàn kết để giữ vững tự do dân chủ, đoàn kết để kiến thiết nước nhà, đoàn kết để xây dựng một đời sống mới. Sau khi nước nhà giành được độc lập, giai cấp công nhân Việt Nam đã đi tiên phong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chi diện cho kháng chiến chống Mỹ tại miền Nam với những phong trào thi đua lao động sản xuất, khôi phục kinh tế, kiến thiết nước nhà, góp phần làm nên những chiến công oanh liệt. Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là sau hơn 38 năm đổi mới. Công nhân Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đất nước ta đang đứng trước thời và vận hội mới. Tầm nhìn tổ quốc và khát vọng dân tộc được đảng ta xác định hết sức rõ ràng. Trong đó, giai cấp công nhân có sứ mệnh và trọng trách vô cùng to lớn là lực lượng nòng cốt đi đầu cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện khát vọng dân tộc. Đó chính là điểm tựa quan trọng để chúng ta hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển thịnh vượng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng năm 2030 và 100 năm thành lập nước năm 2045, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.